Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ với các tin tức thời sự trong tỉnh Đồng Nai trên kênh Truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Đoàn lãnh đạo tỉnh ủy Đồng Nai do đồng chí Viên Hồng Tiến, tỉnh ủy viên, chánh văn phòng tỉnh ủy Đồng Nai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các chiến sĩ, gia đình, thanh niên xung phong, dân công, hỏa tuyến, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đã sinh sống trên địa bàn thành phố Long Khánh. Đoàn đến thăm cụ Nguyễn Văn Ca, sinh năm 1925, tổ 1, khu phố 1, phường Phú Bình, thân nhân gia đình cụ Hoàng Đình Tứ, sinh năm 1922, tổ 8, khu phố 2, phường Phú Bình, và gia đình thân nhân cụ Vũ Minh Thiều, sinh năm 1923, tổ 29, khu phố 2, phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Viên Hồng Tiến, tỉnh ủy viên, chánh văn phòng tỉnh ủy, đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình gia đình các chiến sĩ và thanh niên xung phong, dân công, hỏa tuyến, đồng thời bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những công hiến, hy sinh to lớn của các chiến sĩ và thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần chiến sĩ Điện Biên trong sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Huyện Trảng Bom vừa tổ chức Ngày hội tuổi thơ lần thứ 5 năm 2024 với sự tham gia của hơn 1.500 em học sinh của các trường học trên địa bàn các xã Sông Thao, Bầu Hàm, Hương Thịnh. Tại Ngày hội tuổi thơ, sau phần dân hương tại tượng đài anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, các em được tham gia các trò chơi dân gian như ném bóng, ném vòng, nhảy bao bố, dũng sĩ ném banh. Ngoài ra, các em còn được tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, giáo dục pháp luật của nhà nước, tuyên truyền giáo dục về Đảng, Bác Hồ kính yêu, đoàn, hội, đội. Thông qua ngày hội nhằm tạo sân chơi lành mạnh trong đoàn viên thanh thiếu nhi có một mùa hè bổ ích thiết thực, đồng thời xây dựng mối đoàn kết gắn bó trong đoàn viên thanh niên học sinh có cơ hội được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong các hoạt động tập thể. Qua đó giúp cho các em thanh thiếu nhi có động cơ cố gắng phấn đấu trong học tập, xứng đáng là đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Hội khuyến học thành phố Biên Hòa đã phối hợp với Hội khuyến học tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2024 cho 250 đại biểu là thường trực Hội khuyến học thành phố, chủ tịch, phó chủ tịch Hội khuyến học phường xã và chi hội trưởng, chi hội khuyến học các khu phố ấp và một số dòng họ học tập. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được quán triệt nhiều nội dung quan trọng về các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, công dân học tập giai đoạn 2021-2030, kế hoạch của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam về triển khai đánh giá công nhận danh hiệu công dân học tập, hướng dẫn đánh giá công nhận danh hiệu đơn vị học tập theo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chiều qua tại tỉnh Đồng Nai, Lữ đoàn 25 đã tổ chức khai mạc giải thể thao chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 138 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Giải được tổ chức với các nội dung thi bóng chuyền, bóng đá được thi đấu theo hình thức vòng tròn, tính điểm. Thông qua giải đấu góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cũng như rèn luyện thể lực, sức khỏe dẻo dai cho cán bộ chiến sĩ, qua đó xây dựng tinh thần đoàn kết, cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất vừa tổ chức lễ khai mạc giải cầu lông vô địch các nhóm tuổi năm 2024. Giải đấu lần này thu hút trên 300 vận động viên đến từ 27 đơn vị với 382 trận đấu. Đây là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi, tăng tính đoàn kết, rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời thúc đẩy phong trào cầu lông huyện Thống Nhất ngày càng phát triển hơn nữa. Giải cầu lông các nhóm tuổi năm 2024 diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 2024. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin cập nhật trên kênh Truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.